Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn á là từ cái ý tưởng kinh doanh đó và nó ra thực tế như thế nào. Thì mình ví dụ qua các bạn qua một câu chuyện là kinh doanh da u. Thì hiện tại mình rất là thích ăn da u á, mà mình muốn ăn da u nó mịn á, mịn béo lại là độ chua ngọt đó, vừa phải. À, nhưng mà ở xung quanh chung cư nhà mình á, không có ai bán á. Thì mình mới nảy sinh ra là mình kinh doanh da u. Thì đó là cái nhu cầu của mình. Là bước đầu tiên là mình xác định nhu cầu của mình và mình coi thử có nhiều người giống mình không, để mình tập hợp lại một tệp khách hàng của mình là thích ăn da u. Rồi, đó là cái nhu cầu mình tìm kiếm. Thì việc đầu tiên là mình tìm kiếm từ bản thân nè. Còn không, mình đi cà phê, mình ngồi, mình dính lỗ tai lên, mình nghe thử coi người ta họ đang khó khăn, đau đầu gì, muốn gì mà không có được. Cái nhu cầu là mình được học được là vậy đó. Nhu cầu của khách hàng là những cái gì mà người ta thường là đau đầu, người ta muốn mà họ không biết nó ở đâu để mà giải quyết. Đó, đơn giản vậy đó. Cái nhu cầu là vậy. Ví dụ như là mình muốn ăn sữa chua nè, mà hủ da u gì tự làm, mà người khác tự làm gọi là gì, handmade hả? Đó, mình không biết mua ở đâu. Thì mình tập hợp lại tất cả nhu cầu đó, đó là đối tượng khách hàng của mình, là bước đầu tiên. Và bây giờ mình đi tìm giải pháp. Mình là người kinh doanh mà, mình tìm giải pháp là một là mình làm thương mại, có nghĩa là mình đi kiếm một người làm da u ở đâu đó, mình đem về, mình lưu trữ và mình bán cho người ta, mình cung cấp cho người ta cái giá trị, thì mình cộng thêm giá trị đó vào, mình bán giá cao hơn, đó là làm thương mại. Hai là mình làm sản xuất. Thì nghĩ là mình tự làm, mình tự nấu, tự chế biến công thức đó để mà nó ra cái hũ sữa chua đó, bán cho người ta, đó là làm sản xuất. Thì có hai kiểu kinh doanh, đó là một là thương mại, hai là làm sản xuất vậy đó. Rồi mình có được giải pháp rồi, tôi nghĩ là mình đem sản phẩm đến cho người mà có nhu cầu để người ta giải quyết những cái đau đầu nha, đúng không? Muốn ăn sữa chua mà không biết ở đâu đưa cho nó, muốn tìm bạn gái ở đâu lập cái app hẹn hò đưa cho nó, đúng không? Muốn chăm con cho nó đi chơi á, rồi cung cấp cho nó bảo mẫu đó, đó rồi là mình đưa giải pháp cho người ta và mình lấy cái tiền về đó thông qua giải pháp đó. Rồi có được nhu cầu, có được giải pháp, bước số 3 là mình đi quảng cáo, làm truyền thông, phải không? Làm truyền thông là bằng cách là như mình thực tế nè, nhất là mình làm bằng cái miệng của mình đi gặp gỡ người khác, mình chia sẻ em có bán cái này, em có biết cái này da u nó của chị này ngon lắm. Rồi đó là cách làm qua miệng, truyền miệng. Thứ hai là mình đi phát tờ rơi, em có bán da u đúng không, liên hệ em, số điện thoại đấy, em giao tận nơi trong vòng 5 phút đúng không? Rồi làm gì nữa, mình làm đăng lên Zalo. Thời đại 4.0 là đăng lên Zalo qua các nền tảng mạng xã hội, đúng không? Qua Facebook, qua Zalo, làm video về TikTok. Đó, nói chung qua mạng xã hội. Rồi, mình quảng cáo như vậy để làm chi? Mình coi thử cái tệp khách hàng của mình là bao nhiêu người hứng thú với cái sản phẩm của mình, cái dịch vụ của mình, cái giải pháp của mình. Rồi, mình cân đo đong đếm lại, nó ra được một cái tệp khách hàng. Xong rồi á, mình mới lấy cái tệp đó ra, mình dự phóng doanh thu bằng cách là mình thấy được có 100 người trong cái quần thể sống của mình, là trong cái nơi cư sống của mình là chung cư, chẳng hạn là 300 căn. Trong 300 căn chung cư này nè, thì mình thấy có khoảng được là khoảng là 10% người thích ăn. Là dụ một nhà là ba người ở đi, ví dụ vậy đi,
nó dễ tính. Thì 300, 300 căn nhân lên là 900 người. Đó. 900 người thì có 90 người sẽ ăn vô. Rồi. Mình lấy cái giá bán một hũ vô là bao nhiêu mình nhân lên. Ví dụ như là 10 ngàn một hũ. Mình nhân lên cho 90 người là thành 900 ngàn là doanh thu của mình. Rồi mình đi xây dựng cái nguồn lực, nguyên vật liệu, hủ huyết gì đó, chi phí. Thì đó là giai đoạn mình tính ra chi phí, mình có doanh thu, mình có chi phí thì mình biết được lợi nhuận, và mình đi nói cái doanh thu lợi nhuận đó là mình đi huy động vốn. Huy động vốn là mình đi huy động vốn thì mình làm bản thân mình ở nha, mình làm như sau. Một là mình kêu gọi gia đình mình cung cấp cho mình một số vốn, à, kể cho người ta nghe cái câu chuyện kinh doanh của mình và kêu gia đình mình cung cấp cho mình số vốn, mình làm ăn thành công thì mình trả lại, còn không thành công á coi như là trong số tiền đó để mình học. Thứ hai là mình đi kể câu chuyện kinh doanh đó cho bạn của mình, cho nó có hứng thú không, kêu nó có vốn làm ăn chung. Thì có vốn làm ăn chung thì mình thấy nó cũng hay, nó chia sẻ được rủi ro, nó cũng như là nó chia sẻ được công việc của mình. Thì hiện tại công ty mình đang làm cái kiểu đó, nó là cái hay của cái góc vốn, à, nó có cơ hội mở rộng nhiều hơn. À. Rồi cái thứ ba nữa mà mình chưa có dám làm đó là thông qua ngân hàng. À. Ngân hàng thì có hai kiểu, một kiểu là qua cái tín chấp là lòng tin của mình, đó. Là khách hàng sao mà các bạn tin bạn là nó cho bạn cung cấp hạn mức cho mấy bạn 40 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu gì đó. Đó, thì nó có cái cách đánh giá riêng của nó. Hai là thế chấp là mấy bạn có cái tài sản, không? Cái mà ngân hàng nào mà nó gọi là tài sản là các bạn thế chấp được, rồi ngân hàng sẽ cung cấp cho bạn một số vốn, bạn trả lãi cho ngân hàng theo tháng đó. Thì đó là thế chấp, đó là cách huy động vốn, ba cách mà mình biết được và mình sẽ làm đó. Đó là một cái quy trình kinh doanh đó. Thì sau mà hoạt động khoảng một năm là các bạn đánh giá lại từ lúc cái ý tưởng á, đến lúc thực hiện ý tưởng, đến lúc nó ra kết quả, và thời gian dài là 3 năm, alo 1 năm, thì các bạn đánh giá lại coi thử cái kinh doanh có hiệu quả hay không, mình có nên đi tiếp nữa hay không, hay là mình dừng lại, hay là mình cần sửa chữa gì, thì nó sẽ rất là tốt, chứ không nên đi ngắn quá, hoặc là mình làm mà nó mông lung quá đó, thì nó không có tốt. Không? Thì công việc kinh doanh á, cứ cứ làm, có người thành công có người thất bại, nhưng mà theo xác suất á, là cứ bốn bốn cái công việc kinh doanh sẽ có một cái thành công đó, hoặc là bốn người làm kinh doanh sẽ có một người làm thành công, thì nó có cái xác suất thất bại thành công là như vậy. Rồi xin chào các bạn, hy vọng các bạn kinh doanh thành công và duy trì được cái công ty của mình lâu dài để tạo ra cái thu nhập cho mình đó, để mình có cuộc sống chất lượng hơn.